xin chào mọi người ma hoàng trái nhất phạm tập 195 trăm minh bạch suy nghĩ trong lòng bọn họ viên lão không khỏi bật cười một tiếng lắc đầu hiện tại các ngươi phải biết người bây giờ có thể cứu được hai tên tiểu quỷ kia chỉ có trác phạm đáng tiếc ca vừa mới nãy các ngươi còn đắc tội với người ta bây giờ yêu cầu người ta đến hỗ trợ không biết người ta có thể đáp ứng hay không cái gì các ngươi vậy mà đắc tội chắc quản gia sao? Lông mày bất chắc nhíu một cái, Quỷ ông sát nhìn hai người kia mặt ủ mày châu không khỏi chút thả hê cười to ha <laughs> ha vậy thì các người chết chắc rồi chắc anh gia tầm nhãn rất nhỏ ngày thường thích nhất là mang thù các người dám đắc tội với hắn liền xem như là bằng hữu hắn cũng không nể mặt mũi các người tốt nhất là chuẩn bị nhặt xác cho hai tên tiểu oa nhi kia không cần tiếp tục tốn sức <laughs> ba quỷ còn lại nghe thế cũng liên tục cười quá dị khoa trên múa tay tờ hồ nhìn thấy người khác thê thảm thống khổ chính là chuyện vui suốt đời của bọn hắn vậy khuê lang cùng nguyệt linh biết nhìn nhau trong tay đều nghe tiếng tứ quỷ quát tháo sắc mạch càng thêm ngương trọng nếu như trác phạm thật có thủ đoạn thông thiên hai người bọn họ quả thực đúng là tự gây nghiệp không thể sống mà hết lần này tới lần khác vô nhìn vô cớ đắc tội với người ta làm sao thể làm bằng hữu cái gì chứ thật sự chính là cù nhân đó dạng quan hệ như vậy người ta làm sao thể chịu ra tay giúp đỡ đây trong lúc nhất thời hai người cùng than thở hối hận chuyện khi trước sớm biết như thế liền trước tiên liền cùng các quản gia tạo quan hệ mới đúng à bỗng nhìn ánh mắt nguyệt đinh sáng lên nhìn về phía viên lão ở một bên trên mặt lộ ra một tia hy vọng viên lão đầu a à, a à, không không viên viên lão không phải ngài cùng trác phạm kia rất có giao hảo sao lần này mong ngài thay hai người chúng ta mời ra vị đại thần này nếu không phải như vậy chúng ta thế như là bất lực khuê lang nghe đến cũng liên tục gật đầu một với mặt cầu xin nhìn về phía viên lão trong đó nhất thời Tiểu lão đầu tại tạp dịch phòng chưa bao giờ được người ta coi trọng qua, thoáng chốc liền trở nên bánh trái thơm ngon, được hai vị lão đại tranh nhau định bờ, làm cho hắn ngăn không được bật cười ra tiếng. Hay hai người các ngươi bình thường cả vú lớp điện em, không hiểu người hạ, đại chi đạo, ân uy đều xem trọng, lúc này mới lâm thời ôm chân Phật, cũng chính là cái tiểu lão nhân ta. Nếu đổi lại là người khác, nào lại có thể để ý tới các ngươi, nào giống trác phạm, cho rờ dù rơi vào tạp dịch phòng, bên người vẫn như cũ có bốn cái cận thị, cận vệ, trung thành tuyệt đối đi theo. Điểm này các người phải suy nghĩ thật tốt đó. Viên lão không khỏi thở dài, lên tiếng ranh chạy. Hai người quê lang không dám cãi lại, chỉ liên tục gật đầu, tất cực nhận sai. Viên lão, giáo huấn rất đúng, ngày sau hai người chúng ta nhất định sẽ sửa lại. Bỗng dưng, bọn họ lại có một loại ảo giác. Tiểu lão đầu, ngày bình thường vẫn luôn định nọt, không đáng chú ý này. Do khắc này, thân hình lại ẩn ảnh, ảnh trở nên cao lớn, thậm chí có loại khí chất cấp trên, khiến mà họ không thể không cam tâm tình nguyện, thành phục. Vậy thì tốt rồi, Lão Phu sẽ thay các ngươi đi một chuyến. Chỉ là tiểu tư kia có đáp ứng hay không là không phải là do Lão Phu, phải mà phải nhìn xem sự thành khẩn của các ngươi Hai năm gật đầu, viên lão phất phát tay, cười nhạt lên tiếng. Hai người quê lang vô cùng cảm kích, không ngớt nói lời cảm ơn. Tờ hồ chính hai người cũng không ý thức được cái tạp dịch phòng này vốn dĩ là do bọn họ làm chủ. Kết quả là hai người mang theo viên lão đầu một lần nữa đi về nghĩa trang phía sau núi tìm trác phạm mà ma sát tứ quỷ dưới một chuỗi dài lừa gạt chi ngôn của viên lão thì ngoan ngoãn canh giữ đám người nguyệt nhi bảo vệ bọn họ hóa ra tự nhiên vẫn là do danh hào của trác phàm nửa canh giờ về sau ba người một lần nữa tiến vào khu vực âm phong hạt lệ kia xa xa nhìn tới liền thấy trác phàm đang lắng lặng ngồi trên một khối đá toàn thân lượn lờ hắc khí chậm rãi mở ra hai mắt biết nhìn bọn họ một chút trác phàm thu hồi hắc khí liên tục cười lạnh một ngày còn chưa qua lại trở lại làm sao nhanh như vậy thường tổn liền tốt sao lại đến đòi đánh sao thế nhưng lần này chuyện xấu nói trước lão tử sẽ không hạ thủ lưu tình a à. trên mặt không khỏi đó bừng khuê lan cùng nguyệt linh biết nhìn nhau không tiếp tục nói thừa một câu cùng nhau bịch một tiếng quỳ xuống đất âm 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 dập đầu liên tiếp ba cái mới phục phục nói ra lúc trước hai người chúng ta có mắt như mù có nhiều đắc tội mong các quản gia bất kể hiềm khích lúc trước màu cứ tính mặt đám tiểu bối nguyệt nhi không cứu không thừa lời các phàm hừ lại một tiếng quay đầu đi không buồn nhìn một họ thần thể nhị không được chấn động hai người nhìn xem lẫn nhau trên mặt đều là sầu khổ cuối cùng lại vạn phần bất lực đã đánh mắt cầu xin giúp đỡ qua phía viên lão hiểu được ý tứ của bọn họ viên lão bất giác khẽ cười một tiếng thả nhiên nói trác tiên sinh hai tiểu bối hiện tại sắp chết con đường phía trước mịt mờ hai quả mầm non lập tức gãy eo vì sao ngài không cứu chứ ta còn một họ không có giao tình gì vì sao phải cứu sát bạch như giếng cổ không gợn sống trác phạm lạnh lùng lên tiếng khóe miệng xẹt ngay một đường cong lạnh nhạt viên lão khẽ cười một tiếng nói ra vậy ngài thì cùng ta liệu có giao tình hay không viên lão chính là bằng hữu của cùng ta luận đạo tự nhiên là gia tình không ít nhưng luận đạo thì luận đạo không kéo thành nhân tình cho dù ngươi cầu tình ta cũng không cứu trong mắt trắc phàm không có một chút tình cảm băng lãnh thấu xương hai người khuê lang thấy thế thì bất chấp khẩn trương trong lòng nóng như lửa đốt rìa mép hơi hơi run run viên lão từ chối ý kiến thì họ lên tiếng Vậy xin hỏi Trác Tiên Sinh, nếu hôm nay là tiểu lão nhân mạng sống như tre trên sợi tóc mà nói, người có cứu hay không? Viên lão mà chết, sao để Trác Phạm sẽ không còn người cùng luận đạo, tự nhiên phải cứu? Trác Phạm không cần nghĩ ngợi, lúc này xuất khẩu. Viên lão hài lòng gật đầu cười nói, vậy thì tốt, hôm nay lấy một mạng này của lão phu đổi một lần ơn huệ để Trác Tiên Sinh cứu mạng hai người bọn họ, được chứ? Lấy mạng, đổi mạng sao? Ám à mắt khỉ hiếp một cái, Trác Phạm cuối cùng cũng quay đầu lại, liếc hắn một cái thật sâu lại đừng nói. Viên lão, cái này có thể giống nhau sao làm sao lại không giống nhau chứ bất giác khẽ cười một tiếng trong đôi mắt già nua của viên đảo chớp động lên ánh sáng cơ trí thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì xô cẩu ở trong mắt cường giả sinh mệnh địa thể chỉ là một con số mà thôi chỉ là sự ổn định của con số này liền đại biểu sinh cơ bừng bừng chi tượng ta chết bò sống hoặc là bọn họ sinh ta chết thật ra cũng là đại thể sẽ không ai để ý mà chính là căn nguyên của ác đại biểu hủy dịch hủy thiên diệt địa thế nhưng sau khi tận diệt là có tân sinh mà cũng có đạo đạo pháp tự nhiên chết cũng nên ma sống thì cũng nên làm chút gì đó mới xem như là phù hợp với thiên hạ đại thống bây giờ tiểu lão nhân lấy mạng đối mạng kéo dài tương lai cho phản bối ngược lại là chết đúng chỗ lông mày nhìn không được run run trắp phàm nhìn chằm chằm hắn thở sâu thì thào lên tiếng đại nghĩa ma đạo mang danh mà diệt nhưng thực ra là sinh thiên địa bất nhân ma liền hủy thiên diệt địa nhìn như là làm ác thực ra lại là cứu vãn thương sinh đem hết thảy tội ác gánh lên trên vai để cho ta nhập ma diệt thánh hơi hơi trầm ngâm một chút trác phạm không khỏi cười khẽ một tiếng gật đầu nó ra tốt cho một cái chết mà sống diệt vi thiên địa mà tồn viên lão tài hạ thụ giáo nhận được chỉ điểm người này ta cứu ngươi cũng không cần bồi mệt trào mắt không khỏi sáng đêm hai người quay ra bất giác vui mừng quá đổi viên lão cũng phá lên cười lớn một tiếng trêu lại nói như vậy, các tiên sinh, ngài là cứu một người hay là hai người? Nếu như ta cứu một người, viên lão đánh chừng lại muốn đem mạng chính mình đổi lại một mình, một người. Miễn cho phiền phức, tai hạ tự nhiên sẽ cứu cả hai người. Khóe miệng, xẹt ngang một đường cong lạnh nhạt, trác phàm đột nhiên lên tiếng. Nghe được lời này, hai người khuê đang không khỏi vui vẻ ra mặt, kích động không thôi. Viên lão cũng cười lớn một tiếng, vui vẻ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, kẻ này quả nhiên thiên tư thông minh, một chút liền rõ được, thật sự khó dò. Tại một phương khác, Liễu Húc đứng trên sườn núi một tòa khô sơn nhìn từng vị trưởng lão râu trắng lần lượt bay qua phía dưới sắc mặt bất giác tràn đầy vẻ âm trầm hồ mệnh nhi đi vào bên cạnh hắn tức giận nói đáng chết mãi mới chờ được đến cơ hội các trưởng lão tuần tra tông môn chỉ cần chúng ta đem hai người kia dẫn tới khiến tất cả trưởng lão nhìn thấy bọn họ lấy mạng lấy mang tội chi thân công nhân tập kích đệ tử nội môn nhất định vạn kiếp bất phục đáng tiếc thế mà nửa đường giết ra bốn tên điên đem bọn họ cản lại hay thực sự là thất bại trong găng tất. Đúng vậy à, lệnh miễn xá của mà họ liền lập tức được tuyên bố, nếu không gấp rút động thủ, bò thế nhưng là lúc nào cũng có thể xoay người. Đến lúc đó, ngươi và ta đều bị uy hiếp, danh ngạch tên anh đệ tử sẽ rất khó đem vào túi. A mắt mắt khỉ hiếp một cái, liễu hút hơi đã tin lên tiếng. Hồ Mỹ Nhi nghe được, cũng hơi hơi gật gật đầu, còn người trái chuyển phải chuyển đi lên quanh làm tính toán. Đúng rồi, nhị Xuân, bối cảnh của trắc phạm kia, đến bây giờ chúng ta vẫn không điều tra ra không biết là hắn ở dưới trướng vị trưởng lão cung phục nào không bằng tìm tòi trước khi hành động vu oan giá họa hồ mỹ nhi còn chưa đến xong liều hốt đã nhấc miệng lên lộ ra một tia tà dịu phiếu dung phát ra thanh âm lạnh lẽo các anh gia mời tới bên này bên trong khu tạp dịch phòng khôi lao đi trước dẫn đường không còn khi thế lão đại tạp dịch phòng như lúc trước mà chẳng khác gì một nô bộc khốn núm cúi đầu khom lưng mà phía sau theo thì là trác phàm cùng bọn người viên lão Thế tình cảnh này, bọn tạp dịch phòng trong phòng, bọn tạp dịch trong phòng đều trợn to hai mắt, quá thực không thể tin được đây là sự thật. Khuê Năng đã lúc nào chịu thua như thế đâu, mà lại Nguyệt Linh bên cạnh hắn cũng đi đứng rất khiêm tốn. Chẳng lẽ hai người này bị bảo tiêu còn ông cháu cha tùy thân trắc phạm giáo huấn một lần rồi khuất phục sợ hãi rồi sao? Trong lúc tiếp thời, mọi người chỉ hí rõ, rõ rõ lời đàm tiếu thỉnh thoảng truyền ra. Thế nhưng Khuê Năng cùng Nguyệt Linh dường như là không nghe thấy, Vé mặt vẫn nở một nụ cười khiêm tốn. Dù sao bây giờ Trác Phạm là hy vọng duy nhất của bọn họ, bọn họ không dám tùy đắc tội vị đại thần này. Còn mặt mũi gì gì đó có đáng mấy đồng mà phải giữ chứ? Có thể quan trọng hơn tính mạng của Nhi cùng tử muội muội bọn họ hay sao? Còn nữa, thật lực của Trác Phạm cũng xác thực làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục, Thành phục trước cường giả như vậy, bọn họ không cảm thấy mất mặt. Trước cục, mọi người đi tới trước phòng nhỏ, Trác Phạm kỳ quái nói: những ngày ta không có mặt, chỗ này tàn tạ tà hơn rồi, vấn đề là Khuê Lan, Nguyệt Linh, các người để hai người đang bị thương kia ở đây, yên tâm, lưu cho người khác, cũng thật là giỏi đó. Khuê đang cười khổ lắc đầu, ha <laughs> chắc chê cười rồi, thật ra đây đều là do Hồ Mỹ Di quấy rối mà ra. Ngay sau đó, Khuê đang nói lại chuyện lúc trước. các Phạm nghe xong, khẽ cho mày. Mọi người tiếp tục đi vào trong phòng, vừa vào phòng, từng thanh âm quá dị, liền truyền vào trong tay mọi người. các Phạm bắt đắc dĩ cười một tiếng, chỉ là nghe thanh âm, liền biết là T4 tên tía quỷ đang gọi bậy. Lão đại, ta cực một tháng sau tỉnh lại tiểu nữ qua kia thì nửa tháng quỷ lanh lợi tỷ mỹ quan sát hai người một lúc lâu rồi lớn tiếng hô lên quỷ nhắc gan lại lắc đầu khinh thường nói không tiểu tử kia nửa tháng nữ qua thì một tháng bò thương nặng như vậy không có năng tính lại sớm như vậy đâu được rồi một viên ngũ phẩm đan dược lã tam nói với họ một tháng tỉnh lã tứ nói với họ sau một tháng tỉnh lã gì người thấy nó như thế nào quỷ hùng sát nói ra quỷ cao kiệt ủy khuất nói ta có thể không đặt cược hay không ta không muốn thua không được nếu ngươi không dám không đặt cược lã tử sẽ là tất cả mọi thứ lên trên người ngươi quỷ ông sát đầy mặt sát khí ồ bồn quát lớn quỷ các kiệt do dự nửa ngày cuối cùng tội nghiệp xuất ra một bình sứ nhỏ đây là tam phẩm đan dược ta mới lĩnh từ phòng định đan ta theo lão tam vậy cái gì tam phẩm đan ngươi vậy mà cũng không cảm thấy ngại mà cầm ra sao tối thiểu phải là ngũ phẩm nhanh lên nếu không lão tử phải xoát người quỷ hùng sát tức hổn hển nổ hống liên tục khuê lan cùng nguyệt linh đứng từ xa như thấy vậy cả hai đều xạ mặt xuống bốn cái tên khốn kiếp này chỉ thành có bọn họ đang trọng thương mạng sống như tre trên sợi tóc đám chỏ chết này thế mà còn dám lấy bọn họ ra đánh cược nếu không phải biết rõ hai người mình không phải được thủ bốn tên này bò nhất định phải xông lên liều chết bốn tên này <laughs> trác phạm hoa nhẹ một tiếng cười nói mà sắp tới quỷ các người hồi nháo đủ chưa bốn người giật nảy mình quay đầu nhìn trác phạm cùng kinh hãi vội vàng hình thành một đội không người nói chắc anh gia thái độ thành khẩn khuôn mặt nghiêm túc quá thật trước đó chưa từng có hai người khuê đang thầm run lên lý nhìn nhau đều sửng sốt Bò thật sự khó mà tin nổi bốn tên tiểu quỷ vô pháp vô thiên vậy mà cũng có lúc kính cẩn như thế này lúc này lại nhìn trác phàm vẻ mặt hai người đã tràn đầy sự sùng kính khó trách viên lão nói bọn họ không hiểu người hạ chi đạo bây giờ xem ra trác phàm so với bọn họ xác thực mạnh hơn quá nhiều trác anh gia ngài đến cứu bọn họ đúng không tay chỉ hai người trên giường quỷ ông sát nhất miệng cười nói bò thương tổn quá nặng xem ra ngài phải ra đại khí lực rồi đó hai người khuê lang liền cẩn trương nhìn trác phàm trác phàm cười nhạt thường thế còn họ ta đã sớm có đoán trước ta đã đã dám đến thì nhất định có thể cứu được bọn họ nói đợi trác phàm đến một cạnh nguyệt nhi kiểm tra mặt đập nguyên lực thăm dò vào sau đó cười nói nguyệt nhi đứa nhỏ này tu luyện ẩm ma đa pháp tụ hôn sát chi khí luyện công lẽ ra mọi thứ đều bình thường đáng tiếc hai tháng trước bản thân nàng bị ta làm thương tổn một tay nếu lại tiếp tục đề cao công lực tất sẽ tạo thành kết cục thân thể sụp đổ gân mạch đứt gãy Lúc đó ta phát hiện thương thế trên cánh tay nàng mãi trong hai tháng mà không chuyển biến tốt, liền biết rõ có người dở trò quỷ. Không phải động tay động chân bên trong năng dược của nàng mà chính là nhiều lần đốc thúc nàng mang thương luyện công cho nên thương tổn chậm chạp không chuyển biến tốt. Đến lúc thi đấu ngoại môn, dẫn động hung sát chi lực, tất cả tích tụ trong hai tháng cùng nhau phát tác. Lúc đó ta thấy Hồ Bình Nhi cứ luôn lấy tình tỉ muội mà đốc thúc nàng luyện công, lấy công tâm chi thuật gây áp lực cho nàng liền đoán được cho nên mới nhắc nhở các ngươi đáng tiếc các ngươi không có tay ra gì ở đây đây trác phạm không cần phải nhiều lời nữa Nguyệt đinh dĩ nhiên đã cúi xấu hổ cúi thấp đầu bây giờ nàng thật sự hối hận muốn chết vì sao lúc trước không nghe trác phạm hảo ngôn khuyên bảo chứ tuy lời hắn nói có chút mịt mờ thường nhân khó thể lý giải được tiếp đó trác phàm lại bến đến đến bên khuê cương sờ sờ mặt hắn cười nói khuê cương luyện huyết sát huyết chỗ ta có một công pháp khá tương tự tên là Ma Sát huyết Công pháp cùng loại, bên trong hai cái tên đều mang một chữ sát, nhất định là công quyết 10 phần khó khăn. Yêu cầu đối với cường độ thân thể cực cao, bình thường người luyện từ đến 5 năm mới có tiểu thành, đến 10 năm mới thể vận dụng tự nhiên. Mà lúc đó ta hỏi Khuê Cương, luyện mấy năm, hắn nói chỉ không đến nửa năm, ta liền biết hắn nhất định sẽ có tai họa hôm nay, ta chạm vào tay hắn, thực tế là do xét nồng độ máu của hắn, quả nhiên huyết mạch hắn đã thương tổn. Loại tình huống này còn vì đột phá hạn chế của bản thân mà lấy đan dược chi lực dẫn phát tiền lực toàn thân quả thực là không khác gì muốn chết tuy nói đây là cũng là quỷ kế của hồ mỹ nhi dẫn dụ khê khuê cương tự luận huyết mạch nhưng lúc đó ta cũng nhắc nhở các ngươi rồi đáng tiếc hay trác phạm bắt đầu thở dài khuê gian khuê lan dĩ nhiên đá thẹn đến mức muốn chui xuống đất trong lòng hối hận vạn phần nhưng ngay lúc trác phạm vền báo tự đắc giáo huấn hai người kia mắt chó có thường người khác một giọng nói ngây thơ sợ hãi vang lên ây chắc quản gia ngài đã biết tất cả mọi chuyện lúc đó vì sao không nói rõ à quỷ quỷ dắt gan lên tiếng lại không cẩn thận vạch trần tính toán của tác phàm nói nhảm đưa than khi có tuyết cùng dệt hoa trên gấm có thể giống nhau sao nếu nói thẳng nào có ân nhân cứu mạng ngày hôm nay chứ tác phàm hơi run sau đó cười lạnh nhìn về phía quỷ dắt gan mắng to đã tự đã sớm biết nhưng chính là không nói ngươi có thể làm gì ây mọi người không còn gì để nói nhìn tác phàm đều bắt đầu chỉ lắc đầu hay vì các bệnh gia này thật sự là quá tùy hứng. Thật sự, bọn họ tại sao biết được các phạm đối với chuyện có nên ra tay cứu hai người này hay không? Tâm lý đã phải nhiều lần chuyển hướng do dự rất nhiều. Ta vô nguyệt kêu anh làm ra công tích, anh liền muốn thu phục hai người khuê lan cùng Nguyệt Linh. Mà lấy lực thu không bằng công tâm là thượng sách. Cho nên anh cho dù phát hiện vấn đề cũng không nói ra, chỉ đợi sau cùng là một vị cứu thế. Thế nhưng anh cũng cảm thấy tạp dịch phòng rất tốt bởi vì còn có tiểu lão đầu cùng anh luận đạo anh Điền không nghĩ tới chuyện công tích nhưng cũng phải vì con đường sau này của mình mà suy tính bởi vậy lúc đó anh mới lập lờ nước đôi với hai người khuê lan nguyệt linh nhìn như là nhắc dở thật ra anh biết rõ hai người này căn bản không hiểu nổi có điều đây chính là vì làm kiếp nổ cho việc xuất thủ tương trợ lúc này nói cho bà họ biết thấy không các ngươi một đám ngu ngốc chỉ có tụ tập giữa trưởng lão tử mới thể thăng chức nhanh lấy ai quy của các ngươi không đủ lãnh giáo người ta không đủ lãnh đạo người ta cho nên vẫn là ngoan ngoãn nghe lời ta đi. thế nhưng đến sau cùng anh đến nghĩa trang phía sau núi mới phát hiện đây là một phúc địa luyện công thế là cái gì cũng không để ý tới chỉ muốn ở lại nơi đó còn việc có cứu hai người này hay không anh thấy không quan trọng viên lão ra mặt còn lấy đại đạo hiển điểm hóa anh mới cuối cùng có quyết định cứu dù sao thì viên lão là hảo hữu chí giao, mặt mũi này anh nhất định phải cho mà lại viên lão nói tới chân ý ma đạo anh cũng muốn đích thân thực hành cảm thụ đạo dịch vì tân sinh kết quả là anh đi tới nơi này đã là hoàn thành một tiểu cục mà anh bố trí xuống trước đó lại vì thực tiễn lĩnh hội ma đạo mà đến lời ca chết dục sinh là lão ma chi mệnh hai ngén canh canh giống ma mới thú vị các phạm ngồi giữa hai giường hai tay nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay bằng họ trong anh già ngài muốn dùng đang dược gì quỷ ông sát tò mò hỏi Quê Lan của Nguyệt Linh không rõ nội tình, chỉ biết khẩn trương. Trác Phạm thản nhiên nói, để bọn họ tỉnh lại trước đã, những danh dược kia các người lát nữa sẽ nhìn thấy. Vừa dứt lời Trác Phạm phát ra một tiếng rồng gầm, một đầu thanh sắc cự long đột nhiên từ thế nội Trác Phạm đang không mà lên, gào thét liên tục. Đồng thời nó phát ra một cổ khí tức sinh mệnh nồng đậm, làm cho mỗi người ở đây đều cảm thấy tinh thần thoải mái, thư thái, nguyên lực toàn thân cuộn trào. Khuê Lan còn Nguyệt Linh bị Trác Phạm gây thương tích, từ đó tới giờ luôn cố gắng chịu đựng tại thời khắc này cũng cảm thấy thương thế chuyển biến tốt đẹp điều này làm cho bọn họ giật nảy các mình cái này đến tục cùng là xảy ra chuyện gì chứ chỉ có viên lão sợ hãi kêu lên địa mạch long hồn hồi thiên long ngâm cậu lâu đó, đó trong mắt trắc Phạm, lấy lên tinh quang sống to Vào! Wow! thanh long bay quanh trắc Phạm một vòng rồi đột bột phóng tới hai người nằm trên giường bỗng dưng, nguyệt như toàn thân đại phóng thanh mang cuồn cuộn nồng đậm khí tức sinh mệnh không ngừng làm dịu thân thể đã tổn hại không chịu nổi của nàng trong ánh mắt khó tin có mọi người lấy mắt trần có thể thấy nàng đang cấp tốc khôi phục chỉ sau giây đát liền hoàn hảo như lúc ban đầu quê lan cùng nguyệt đinh trợn mắt há mồm ánh mắt nhìn tráp phàm quả thật như là nhìn thần nhân giáng lâm tràn đầy vẻ kính sợ khó trách bốn tên tiểu quỷ thần chiếu cảnh lục tầng đều phải cực lực tôn sùng vì các quản gia này quả không phải là không có đạo lý Tráp phàm tiếp tục khống chế long hồn chui vào thế nội khuê cương vẫn là như vừa rồi thanh mang tán ra nồng đậm sinh mệnh khí tức khuê cương bởi vì huyết mạch bạo liệt da thịt toàn thân khép lại rồi đột nhiên biến mất thậm chí ngay cả vết sẹo đều không để lại trác phạm lần nữa khống chế long hồn thu nhập vào thể nội lúc này hai người kia đã hoàn toàn như một đứa con mới sinh da thịt bóng loáng trắng nõn vô cùng mịn màng nhìn chằm chằm hai thân nhân đang an tường ngủ khuê lang cùng nguyệt linh nuốt một cơn lũ bọt trong ánh mắt đầy vẻ tán thưởng là có vẻ lo lắng bọn họ đã khỏi hẳn vì sao còn không thấy tỉnh dậy chứ Uhm. Đột nhiên, Nguyệt Nhi như như mắt có vẻ buồn ngủ chậm rãi, mở đôi mắt mông lung. Nguyệt Linh thấy vậy, lập tức đại hỷ kêu lên, "Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Tỷ tỷ, ta..." Nguyệt Nhi mờ mịt nói, "Ta đây là làm sao vậy?" Nguyệt Nhi vừa tỉnh dậy, theo lẽ thường muốn đưa tay xoa xoa đầu. Nhưng chợt cảm thấy tay mình bị ai đó nắm lấy, quay đầu nhìn qua, thấy chắc phàm chính là dâm đảng lôi kéo cánh tay nhỏ của nàng mà lại khóe miệng còn mang theo nụ cười thô bỉ. Ai Ây... tối thiểu Trảo bắt nàng chính là tình cảnh như vậy. À, ngươi làm gì vậy? Cái tên Hạ Lưu. Nguyệt Nhi cả kinh, vội vàng rụt tay lại. Ngay sau đó, bóp một tiếng. Các phàm lật hẳn cái mặt sang một bên, khóe miệng bất giác run rẩy, tức giận đến sạm xì mặt xuống. Còn mẹ đó chứ, lão tử có làm gì đâu, lão tử xuất thủ cứu tiểu nha đầu này một mạng rồi được nàng bả đáp như vậy. Nguyệt Đình thấy vậy, lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, ngay lập tức kêu đến chắc 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 quản gia, ngài đừng nóng giận, nha đầu này vừa mới tỉnh dậy, còn đang mơ hồ, ngài tuyệt đối đừng chấp nhận với nàng nói xong, Nguyệt Linh quay qua Việt Nhi, giận mắng, nghe đầu chết tiệt kia. các Anh gia vừa mới cứu cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi làm sao có thể làm như thế với người ta? Còn không nhanh bồi tội đi. Nguyệt Nhi sững sờ, mê man nhìn tỷ tỷ của nàng, rồi lại quay đầu nhìn sang Trác Phạm đang đầy mặt phiền muộn. Đây là có chuyện gì chứ? Tỷ tỷ nàng không phải rất ghét Trác Phạm sao? Làm sao bây giờ lại trông như rất cung kính với hắn thế? Thậm chí gần như là định bợ a vua. Nàng hiểu tỷ tỷ của mình một thân đạo ngạo cốt, nhất định sẽ không cúi đầu trước đám con ông cháu cha như Trác Phạm. Nhưng bây giờ sao lại? Nguyệt Nhi gãi đầu một cái, hoàn toàn không hiểu được tỷ tỷ nàng khổ tâm để Nguyệt Linh nóng lòng như lửa đốt, tức giận tới mức giơ tay giơ chân. Nhà đầu chết tiệt kia, làm sao lại không biết nhìn mặt mà hành sự chứ? Bây giờ cái mạng nhỏ của ngươi còn đang nằm trong tay người ta đấy. Coi như người này cứu sống ngươi, nhưng bây giờ chợt muốn bóp chết ngươi cũng không phải việc khó gì. Đến lúc đó, tỷ tỷ chịu, không có năng lực để tiếp tục cứu người à nhìn Trác Phàm đang ôm lấy gương mặt gò má đỏ bừng, bộ dáng âm trầm đến đáng sợ. Nguyệt Linh càng cuốn cuồng. Uhm, các ngươi ồn ào cái gì thế? Đúng lúc này Khuê Cương đưa tay xoa xoa hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, cố chậm rãi tỉnh dậy. Chẳng qua là khi hắn mở mắt ra thì nhìn thấy phụ thân kích động, còn có Trác Phàm nắm chặt tay hắn liền sững sờ. Ai tiểu tướng này làm sao cũng ở đây? Phụ thân không phải rất kết hắn sao? Nhìn ánh ngươi học trong mắt di tử, Khuê Lan trần lớn mắt sợ hắn ngáo lên lại phạm sai lầm như nguyệt nhi liền vội vàng đi đến trước mặt hắn một tay sắc đầu hắn lên ngay sau đó nhấn mạnh xuống đồng thời hét lớn tiểu tử thúi lần này mạng ngươi được các thúc thúc của ngươi cứu về còn quan nhanh dập đầu ba cái cảm tạ ân cứu mạng lời vừa nói ra tất cả mọi người đều cứng đờ mặt trong lòng không còn gì để nói lúc trước các phạm tự nhận là tiểu đệ khuê lang kêu khuê cương gọi mình là sư thúc khuê lang còn không ngừng phủ nhận xem thường mệt thị căm ghét còn giờ khắc này hắn lại ướn ngực nghiêm mặt cực lực nhận người thân rút ngắn quan hệ làm cho tất cả mọi người đều xạ mặt xuống hóa ra một hán tự thiết cốt cũng có thể vô sĩ như thế quê cường đầy mặt như hoặc cũng không rõ ý gì nhất là còn đang ngồi trên giường lại bị quê lăng nhấn đầu xuống cái eo sắp bị hắn ép gãy nhưng hắn cũng đã rõ ràng trước mặt phụ thân đối với trác phàm chẳng những không ghét còn có vẻ nịnh bợ hắn cũng chỉ đành quân theo lệnh cha cùng kính ôn quyền cảm kích nói đa tạ ân cứu mạng của thúc thúc ừ, câu này dễ nghe đó tráp phàm hài là hoặc đầu ngay sau đó hung ác trần nguyệt nhi hừ nhẹ một tiếng không còn để ý tới nàng nữa thấy vậy nguyệt linh ai thánh trong lòng cười khổ lắc đầu nguyệt nhi lại vẫn quật cường nhìn tráp phàm vẽ nghi hoặc trong mắt càng sâu nàng là hài tử bướng bỉnh nếu không hiểu tiền canh hậu quả nàng tuyệt đối sẽ không cải biến cái nhìn trước kia biết tính khí nàng nguyệt linh nói lại tiền canh hậu quả cho hai đứa trẻ này nghe đến tận đây bò mới hiểu hóa ra hồ mỹ nhi luôn luôn quan tâm đầy đủ đối với họ nhìn như là đang giúp bọn họ thực ra lại là kẻ lòng dạ rắn chết, tìm kiếm tìm kiếm đủ cách hãm hại bọn họ mà trắc phàm xưa nay không được bọn họ chào đón lại vào lúc máu chốt duỗi tay tương trợ bọn họ cứu bọn họ một mạng biết tất cả ánh mắt hai người nhìn trắc phàm mới chính thức lộ ra vẻ cảm kích nhất là nguyệt nhi nhìn gò má xưng chủ vụ của trắc phàm mà thấy rất ái náy thật 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 xin lỗi nguyệt nhi ấp a à ấp ống nhưng ngữ khí vẫn kiên cường nói Nguyệt Linh vỗ trán, bất gì lắc đầu, nha đầu ngốc, người không thể xin lỗi, thành khẩn hơn một chút hay sao? Có điều, nàng cũng minh bạch, người bướng bỉnh như Nguyệt Nhi có thể nói ra ba chữ này đã là rất khó được. Bình thường, nàng dù biết rất rõ ràng bản thân sai, cũng vất cử vẫn cứ mạnh miệng không nhận. Bây giờ nàng chịu mở miệng nhận sai, quả nhiên là có lòng hối hận thật sâu, vốn là người ta hảo tâm xuất thủ cứu các ngươi lại bị ngươi cho anh một bàn tay, dù người nào cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, huống chi là thành nhân như tác Phạm. tác Phạm cười đặng không chút để ý nguyệt nhi chỉ cười mỉa mai nói ra ha <laughs> nguyệt nhi cô nương cương liệt như thế lời xin lỗi này ta thà không dám ta thật không dám nhận ta cứu nguyệt nhi cô nương một mạng tất nhiên là anh nhân cứu mạng cô nương nhưng lại phải động chạm đến tay ngọc của cô nương thực sự là đã chiếm hơi lớn vừa rồi bị cô nương vung một bàn tay cũng đáng lắm chúng ta coi như Huệ sau này chúng ta coi như không ai nợ ai hay là cô nương cảm thấy ta vẫn còn rất sung sướng và rất hời tay ngọc cô nương thật đáng đồng tiền mà trác Phạm nết được nói Nguyệt Nhi nghe xong càng thêm xấu hổ, có điều trong lòng cũng bực mình, hai mắt đã đỏ hơi đỏ lên. Nguyệt Linh càng như muốn quả khóc. Thật vất vả, mối thể làm tiêu tan hiểm khích lúc trước với vị đại thần này, bây giờ thì tốt rồi đó, lại càng thêm đắc tội với người ta. Cũng may ra, vị đại nhân này đã cứu Nguyệt Nhi. Chỉ cần vị đại nhân này không còn tính toán việc đó, Nguyệt Nhi có thể trở lại ngoại môn, yên ổn, yên ổn sống qua ngày cũng đã vô cùng tốt. Nhìn ra tâm tư của Nguyệt Linh, Tráp Phàm thầm cười lạnh trong lòng, chợt nhìn về phía Khuê Lan, vung tay lên, ném cho hắn một bình sứ. Khuê đang khẽ giật mình, không hiểu. Trác Phạm xì cười một tiếng, thả như nói, mở ra nhìn đi, xem đó là cái gì. Khuê đang gật đầu, rồi nhẹ nhàng mở nắp bình, hắn ngay lập tức trợn lồi cả hai mắt, đồng thời người bên trong gian phòng cũng bất giác hít sâu một hơi. Thập phẩm linh đan, cảm nhận lấy đan hương tràn ngập linh khí, mọi người kinh dị, trăm miệng một lời, thốt lên.